Trong 3 năm cuối cùng của tận thế, chúng ta thấy được biết bao nhiêu chuyện lạ lùng mà ngoài cái sự tưởng tượng bình thường của mình, đúng không? Chưa bao giờ mình nghĩ là một thời gian rất là ngắn mà cả quả địa cầu này nó thay đổi vù. Hôm nay Nga thua thì ngày mai Trung Cộng thua, thì ngày đó là ngày kéo màn của cái thời mạt vận của mình. Hồi trước khi 3 năm về trước, trước khi Covid dịch Vũ Hán, mình cứ nghĩ tận thế là khủng khiếp lắm. Mình cứ mỗi lần mình nghe kinh điển, mình nghe mấy vị thầy, mấy vị hiểu về sấm cơ miền Tây với Cao Đài đó, thì nghe ai cũng sợ hết. Nhưng mà mình đến ngày hôm nay mình là người kiểm nhận, mình là người chứng nhận và người là mình bị luôn nữa. Trong này bảo đảm ai cũng sẽ có bị Covid, đúng không? À, mình thấy hai tình đó là như thế nào? Phát biểu thật sự hai tình đó như thế nào thì cũng bị á. Vì xin nhiều quá thì bị á. Cái lúc đó thì không có bị, mấy vị nói xin 1 triệu người để biết con phải bị để con kiểm nhận, để con biết được suốt trần phải khổ chung với trần. Cái chuyện làm sao bị mà hôm đó thì chấp nhận bị ấy.